trong các mô hình input output á, thường á thì đề thường nó cho ma trận hệ số kỹ thuật và ma trận cầu cuối, thì nó yêu cầu là giải thích các phần tử trong ma trận hệ số kỹ thuật và giải thích cái ý nghĩa của các phần tử trong ma trận hệ số chi phí toàn bộ, thấy không? Rồi tìm ma trận tổng cầu hay tổng cầu của từng ngành đó. Thì để giải bài tập dạng này thì chúng ta cần nắm tính chất của ma trận nghịch đảo, rồi phép nhân ma trận cũng như kiến thức liên quan đến mô hình. Đấy. Thì bây giờ em ở đây nó có giải thích cái ý nghĩa của cái ma trận hệ số chi phí toàn bộ đó. Tức là em lưu ý em coi chỗ này cho thầy kỹ nè. Tức là ở đây đó là mình phải xem cái gì, mình phải xem cái ý nghĩa của cái hệ số IK này nè, cái hệ số IK này nó như thế nào, em xem lại cho thầy ha. Đó, đồng thời là cái chỗ này á, là cái chỗ trong ma trận hệ số kỹ thuật á, nó có cái phần tử AIK đó, AIK thì mình sẽ giải thích nó như thế nào. Đấy, thì các em phải xem lại cái đó cho thầy. Bây giờ mình sẽ sang cụ thể vào một cái ví dụ. Ví dụ một, giả sử cho một nền kinh tế có hai ngành sản xuất là ngành 1 và ngành 2, và ma trận hệ số kỹ thuật là A bằng 0,2, 0,3, 0,4, 0,1. Bây giờ cho biết giá trị cầu cuối cùng đối với sản phẩm của ngành 1, ngành 2 theo thứ tự là như thế này: 10 và 20 tỷ đồng. Hãy xét giá trị tổng cầu cho mỗi ngành. Thì như vậy thì ở đây đề bài nó cho là ma trận hệ số kỹ thuật. Bây giờ mình sẽ gọi thêm ma trận tổng cầu. Thì ở đây là có hai ngành cho nên ma trận tổng cầu nó chỉ có hai giá trị x1, x2. Và ở đây thì đề bài nó cho ma trận cầu cuối cùng là ma trận B. Thấy không? Như vậy thì mình muốn tìm ma trận tổng cầu của mỗi ngành đó. Thì mình tức là tìm ma trận x1, x2 này mình phải 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 tìm ra cái ma trận Leontief là y trừ a này, tức là mình lấy ma trận đơn vị cùng cấp với ma trận a này mình trừ ra, đúng không? Trừ ra thì ở đây là 1 trừ 0,2 ra 0,8 nè, 0 trừ 0,3 ra là trừ 0,3, và 1 trừ 0,4 ra trừ 0,4, là 1 trừ 0,1 ra 0,9. Và sau đó mình tính ma trận nghịch đảo của ma trận y trừ a này, đúng không? Tức là cái ma trận hệ số chi phí toàn bộ đó. Bây giờ mình lấy ma trận hệ số chi phí toàn bộ này mình nhân với ma trận cầu cuối cùng. Cầu cuối cùng thì mình ra được cái ma trận tổng cầu. Thấy không? Thì cái chỗ này đó thì các em có thể sử dụng máy tính. Thấy không? Sử dụng máy tính để mà chúng ta tính ra cái ma trận hệ số chi phí toàn bộ, tức là mà y trừ a nghịch đảo nè. Bây giờ mình bấm chế độ mode mode 4, không mode 4 mình tạo ra ma trận Leontief tiếp hai dòng hai cột 0,8 nè, rồi trừ 0,3, rồi trừ 0,4 nè, rồi 0,9. Rồi sau khi mình có cái ma trận Leontief tiếp rồi thì mình sẽ tìm ma trận nghịch đảo của nó bằng cách là option nè. Ma trận Leontief tiếp nãy mình là đặt ma trận A trong đây. Đó, mình bấm trừ 1 thì đó sẽ là ma trận hệ số chi phí toàn bộ, đúng không? Ma trận hệ số chi phí toàn bộ. Đó. Thì sau khi có ma trận hệ số chi phí toàn bộ này đó là mình sẽ nhân với ma trận B. Bây giờ em sẽ lôi thêm ma trận B ra giùm thầy. Ma trận B là tạo ma trận. Ma trận này nó có hai dòng một cột. Đấy, bây giờ mình nhập vô 10. Em có thể thực hiện nhân ma trận này thì nó là cấp 2 thôi, bây giờ mình nhân vô cũng được. Đấy, thì sau khi có được cái ma trận này rồi phải không? Rồi, bây giờ em tiếp tục bấm máy nè. Là ma trận A mũ trừ 1 nhân cho ma trận B. Thì nó ra được đáp án là 25
Dạ, ở dưới là 100 phần 3, tức là 33,33. Đấy, vậy thì mình được cái ma trận tổng cầu đối với mỗi ngành, ma trận tổng cầu. Như vậy thì tổng cầu của ngành 1 là 25 tỷ đồng. 25 tỷ đồng thì trong 25 tỷ đồng này á, là nó vừa chi cho ngành 1 mà nó vừa chi cho ngành 2 để mà tái sản xuất. Đồng thời nó còn dư ra là 10 tỷ đồng cho tiêu dùng và xuất khẩu. Tương tự ngành 2 cũng vậy, ngành 2 thì nó sẽ chi cho bản thân ngành nó và ngành 1. Đó. Và còn dư lại là nó sẽ là gì đây? Cho cầu cuối cùng là 20 tỷ. Đó là ví dụ thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang ví dụ thứ hai. Giả sử cho một nền kinh tế có 3 ngành sản xuất, ngành 1, ngành 2 và ngành 3, và nó có ma trận hệ số kỹ thuật như thế này. Giá trị cầu cuối cùng đối với sản phẩm từng ngành theo thứ tự là 40, 40 và 110, đơn vị tính là 1.000 tỷ đồng. Bây giờ hãy xác định tổng cầu của từng ngành. Thì cũng giống như cái ví dụ 1, thì chúng ta cần phải tính ra các cái, ghi ra những cái ma trận liên quan. Thứ nhất là ma trận cầu cuối cùng, cầu cuối cùng, rồi ma trận lê-ôm tiếp. Lê-ôm tiếp tức là mình lấy ma trận y đó, trừ cho ma trận a này, ma trận đơn vị cấp 3 trừ cho cái thằng này, thì chỗ cái đường chéo chính đó, thì mình lấy một trừ đó, mình lấy một trừ nó thì nó ra 0,6, 0,7, 0,7. Còn những cái chỗ phần tử khác đường chéo chính thì mình thêm dấu trừ vô thôi. Đấy. Và mình tính tính ra ma trận nghịch đảo của nó bằng cách là bấm máy tính. Lúc nãy thầy chỉ bấm rồi. Rồi sau đó là mình tính cái ma trận cầu tổng cầu. Ma trận tổng cầu thì nó sẽ bằng ma trận hệ số chi phí toàn bộ này nhân cho cái ma trận cầu cuối cùng này, thì lúc này nó sẽ ra được cái kết quả là 200 300 200 200 300. Thì có nghĩa là tổng cầu của ba ngành lần lượt là 200.000 tỷ đồng, ngành thứ nhất là 200.000 tỷ đồng, ngành thứ hai 200.000 tỷ đồng và ngành thứ ba là 300.000 tỷ đồng. Đó là ví dụ thứ hai. Bây giờ ta xét tiếp cái ví dụ thứ ba. Trong một mô hình input output biết ma trận hệ số kỹ thuật như sau. Nó có liên quan đến chữ M này. Bây giờ nêu ý nghĩa của phần tử nằm ở hàng 2 cột 1 của ma trận A, ở hàng 2 cột 1, hàng số 2 cột số 1 là con số này. Đúng không? Đấy. Thì nêu ý nghĩa của nó. Thì lúc nãy là ở trên lý thuyết đó, thì mình nêu cái phần tử này đó chính là cái gì? Phần tử này nó chính là A21. A21 thì trong ở đây á, thì cái này là cái này là ngành cung. Số 2 là ngành cung nè. Còn cái này là số 1 này đó là ngành cầu. Đúng chưa? Như vậy thì cái ngành thứ nhất nó cần cái ngành thứ hai cung cấp cho nó một lượng sản phẩm có giá trị là 0,3 để sản xuất ra một đơn vị giá trị sản phẩm của nó. Tức là ngành thứ nhất nó để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm của mình thì nó cần chi ra 0,3 đơn vị giá trị cho cái ngành thứ hai để mà mua sản phẩm của ngành thứ hai để mà phục vụ cho nhu cầu sản xuất của nó. Để cụ thể chúng ta có lời giải như sau. Tức là A21 là 0,3, tức là ngành 1, để ngành 1 sản xuất ra một đơn vị giá trị sản phẩm. Không? Thì cái ngành 2 nó phải cung cấp cho ngành 1 một lượng sản phẩm có giá trị là 0,3 đơn vị. Bây giờ mình xem cái câu câu B nó yêu cầu làm gì? Tìm yêu cầu của ngành kinh tế mở. Yêu cầu của ngành kinh tế mở khi M bằng 0,2. Tức là chỗ này mình cho M bằng 0,2. Biết sản lượng của ba ngành là 300, 250 và 220. Biết sản phẩm của ba ngành, đây là sản lượng của ba ngành, đây là tổng cầu. Cái này là tổng cầu nè. Tổng cầu.
Đó. Còn yêu cầu của ngành kinh tế mở, mở có nghĩa là mình phải mở ra để mà xuất khẩu cho tiêu dùng, đúng không? Tức là yêu cầu của ngành kinh tế mở, tức là lúc này đó là tức là tìm tìm cầu cuối, đúng không? Tìm cầu cuối. Bây giờ ở đây có nghĩa là câu B này yêu cầu là tìm cầu cuối, biết tổng cầu. Thường là mấy bài toán là nó xoay quanh mấy cái đó. Bây giờ nó cho cầu cuối, mình tìm tìm tổng cầu. Bây giờ nó cho tổng cầu, kêu cầu tìm cầu cuối là, không? Đó, bây giờ các em xem câu B nè. Sản lượng của ba ngành tức là ma trận tổng cầu mình có rồi. Đó, bây giờ mình lại có cái phương trình là B bằng Y trừ A nhân X, đúng không? Y trừ A là ma trận Leontief, đúng không? Leontief thì lúc nãy M mình cho bằng 0, 0,2 đó. Rồi X là ma trận tổng cầu thì nhân vô mình được cái này. Như vậy thì yêu cầu mở của ba ngành lần lượt là 124, chỗ này thiếu 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 mở. Yêu cầu mở tức là yêu cầu cuối cùng đó, là 124, 91 và 41. Đúng chưa? Đấy. À, cái này nó chính là B B1 bằng 130. Đấy. Cung cấp cho ngành kinh tế mở tức là cung cấp cái sản phẩm cầu cuối cùng đó, là 130. Là B1 bằng 130 đó. Ý của cái đề bài này nó nói như thế. Bây giờ tìm M biết B1 bằng 130. Bây giờ mình coi câu lời giải của cô C ha. Trường hợp tổng sản lượng của ba ngành ngành kinh tế cung cấp cho ngành kinh tế mở 130 nghĩa là giá trị cầu cuối cùng của ngành 1 là 130. Tức là khi đó chúng ta sẽ có x1 bằng a11 nè. Nhân x1 cộng a12 x2 cộng a13 x3 cộng cho b1. Bây giờ mình thế tất cả các số vô. Tức là x1 ở đây nó là 400. A11 là 0,2. X1 là 400 rồi M là giữ nguyên. Rồi x2 là 400. Rồi A13 là 0,3. Rồi x3 là 300. Đó, rồi B1 là 130 và giải ra cái này mình được M bằng 0,25. Đấy. Bây giờ mình đảo lại cái yêu cầu. Với M vừa tìm được ma trận hệ số chi phí toàn bộ, tìm ma trận hệ số chi phí toàn bộ tức là tìm ma trận Y trừ A nghịch đảo, không? Và ý nghĩa của phần tử nằm ở dòng hàng 2 cột 3 tức là C32 bằng 0,25 thì ma trận hệ số kỹ thuật là như thế này. Thì lúc này cái ma trận Leontief của mình nó sẽ là Y trừ A thì chỗ này 0,8, 0,9, 0,8. Còn mấy cái số còn lại là thêm dấu trừ vô. Và mình sẽ tính ma trận hệ số chi phí toàn bộ, mình đặt cái này là ma trận C. À, ma trận này là ma trận C nè. Đó. Thì cái ma trận C này nó có phần tử nằm ở hàng 2, hàng 3 cột 2. Hàng 3 cột 2 là cái phần tử này. Thì theo ý nghĩa của cái ma trận hệ số chi phí toàn bộ thì để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm cầu cuối cùng thì cái ngành thứ hai của ngành thứ hai thì ngành thứ ba phải cung cấp phải sản xuất ra một cái lượng sản phẩm có giá trị là 0,769. Đấy, thì ở đây là mình đưa ra ba cái ví dụ về mô hình cân đối liên ngành.